Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Á Pháo. Và đây là nội dung nữa mình chủ tải lên kênh. Một cái video mà mình sẽ quay lại một đám cưới của đồng bào người Hơ Mông và đám cưới của đồng bào người Tày các bạn. Và rất là nhiều những comment hỏi mình trên kênh. Và nay là cũng là một cái câu trả lời của mình. Người Hơ Mông có lấy đồng bào dân tộc khác không các bạn? Khả năng là cũng sẽ có cái trường hợp xảy ra, đó là người Hơ Mông lấy người Tày, người Hơ Mông lấy người Kinh. Tại vì đây là hiện tại đang là yêu nhau theo cái gọi là tự nguyện mà các bạn. Yêu nhau thì lấy nhau thôi. Nhưng mà các bạn ở trên những cái vùng văn hóa khác nhau thì lấy khác dân tộc thì nó sẽ khác các bạn ạ. Thì vì ví dụ như là người Tày lấy người Hơ Mông, người Tày thì ở khu vực thấp hơn, người Hơ Mông ở trên núi cao chẳng hạn. Người ta sẽ ngại cái vấn đề là lấy hai dân tộc lấy nhau thì người ta sẽ ngại. Tuy nhiên là nay thì mình sẽ truyền tải và có đúng lòng câu trả lời cho các bạn. Ví dụ các bạn ở dưới xuôi, mình gọi tạm thời gọi là dưới xuôi, những khu vực đồng bằng thì muốn lấy người dân tộc thiểu số ở trên đồng bào của mình thì có những phong tục tập quán nào thì mời các bạn qua đây thì có thể biết được. Nếu như các bạn muốn bắt vợ, người Hơ Mông đi bắt vợ người Tày các bạn ạ, nhá, chuyến này thì có những cái phong tục tập quán hoặc có những cái lễ nghi nào, mời các bạn đến với ngay cái buổi đón dâu, xin dâu của nhà trai các bạn nhé, ngay trong cái đám này. Mời các bạn. Đám cưới nhà gái thì hôm qua xong rồi, hôm nay nhà trai đến rước cô dâu và có những cái phong tục tập quán hoặc xin dâu như thế nào thì mời các bạn đến ngay bây giờ và chúng ta sẽ theo đoàn nhà trai về đám cưới của nhà trai để rước dâu và các thủ tục của cô dâu người Tày vào nhập gia thì sẽ như thế nào. Mời các bạn đến với video này. Chưa là qua, hôm nay thì bơm liêu tham ăn quá phải bơm. Hôm nay thì có cao này. Bạn trai đã lấy chuyện này gọi là xin dâu đấy thì mọi thủ tục thì ra tiền của trai thì qua đã hết rồi thì hôm nay chỉ là có bao triệu để làm nữa gọi là bên đại diện nhà trai thì có hai ý kiến là xin dâu có rồi về nhà trai thôi cũng không mình cũng có rồi chỉ muốn báo cáo một cái đầu các bạn chứ. Thay mặt gia đình nhà trai thì chúng tôi xin cảm ơn nhà gái và hôm nay xin phép và gia tiên của gia đình nhà gái chúng tôi đến đây đón cháu dâu nhà chúng tôi về và xin cảm ơn nhà trai có nhà gái có một chút tấm lòng gửi cho chúng tôi và chúng tôi xin những món quà của gia đình nhà gái và xin thế nhưng mà theo cái tục của người Tày ấy thì ở đâu có đôi thì trước mấy cũng nói rồi nhưng đón được dâu lấy đâu nhưng mà trong nội tình phong tục người Tày đây là có một chút nước cho trên sức khỏe cho các ông trên nhà ta thế được thế thì cái này giao cho ông trưởng đoàn. Thôi bây giờ làm mình bắt đầu thôi chứ còn muốn những cái ông trẻ mà đi đó là những cái sơn thì ông trẻ
Thế còn một mâm ở ngoài cổng một mâm nữa ấy. Cái này là như hôm qua là chia đôi nhá, hôm nay cũng chia được đâu. Hôm qua là chia đôi nhá. Giờ nhất trí rồi, bây giờ xin phép là tôi là trưởng họ, hãy uống với trưởng một cú chén. Tôi sẽ đằng nào mình nói chuyện, sẽ to cho mình trắng. Không biết đâu mà. Không, sẽ to cho mình trắng. Đằng nào thì tôi, có cái gì? Không, thử tôi mà mình ngồi đi bộ đâu ạ. Dạ, 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 mời ông trưởng đoàn một chén. Nhìn chung nhau là hai không gian là hơi bên nào đó mà hơi khó là cháu là mãi mãi là để có lúc và không gian chúng ta gắn kết mối tình quan hệ chúng ta là làm được vững chắc cho hai cháu nó vững bước tới tương lai. Ông trẻ chúng ta chẩn đoán coi như là thành công tốt đẹp nhé. Mang chuông đánh được người nhé, không đánh được cũng phải thử một hồi cho xem nhé. Các ông bên này các chú cứ thông thả ngồi, sao đi ở nhà chờ cháu nhé. Thank you.
đoàn đón dâu các bạn của nhà trai thì đến đây rồi. À, theo phong tục tập quán của đồng bào người Tày, tức là vẫn có cái theo tiếng Tày gọi là kín len, tức là theo đường thì mình có sẽ dừng lại và ăn uống để nghỉ lấy sức các bạn. Trước kia thì đón dâu của đồng bào người Tày ấy, thì người ta gọi là pay pợ, tức là đi, pay là đi, pợ tức là dâu các bạn, đi dâu, đón dâu. Thì người ta sẽ dừng lại dọc đường ăn uống một chút các bạn để lấy sức đi tiếp. Trước kia thì chủ yếu là đi bằng đi bộ thôi các bạn, thì không có cái phương tiện như bây giờ, đó là xe máy, ô tô. Thì người ta sẽ dừng lại ăn như này để lấy sức đi tiếp. Ngay thì cái lễ đón dâu này thì vẫn tái hiện và làm lại y hệt những cái phong tục tập quán đó như vậy các bạn. Nghỉ giữa đường và ăn uống một chút xong rồi mới đi tiếp. Cô dâu chú rể thì đây. Họ từ đây thì đến với hôn trường nhà trai thì khoảng độ 200m thôi các bạn ạ. Và đến nhà trai khoảng độ 200m thôi. Ồ. Trước khi đón dâu thì phải tính bằng ngày đấy các bạn, đi bộ mà. Mời ông bà nhé. Nhà trai thì lên đón đây các bạn. Ồ. Chú rể làm mấy chén kia say chưa? Chưa say đâu đúng không? Hôm qua cũng mạnh hết mà hôm qua. Chú rể mạnh mẽ đấy nhỉ. Nhưng mà uống vừa thôi, một say không được. Làm mình đáp mà là đi làm lên nhà mình đi làm thì rồi các bạn, sau khi ăn uống một chút các bạn, lấy sức, đoàn nhà trai và đoàn nhà gái tiếp tục hành trình lên đường. Cái ngồi ăn giữa đường này là phong tục của đồng bào người Tày các bạn nhé. Đó. Người Tày kết hợp với Mông. Còn người Hơ Mông thì mình cũng đi nhiều cái đám cưới thì họ cũng không có nghỉ ngơi dọc đường ăn uống như này. Và thứ nữa là nghỉ ngơi ăn uống dọc đường như này là người ta đều căn giờ cái giờ vào cô dâu vào nhà trai các bạn ạ, đều căn giờ hết đấy. Cũng giống như vào đám cưới khác các bạn nhé, cô dâu thì vào nhà trai thì người ta sẽ chọn giờ và đoàn đón dâu. Hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái đang tập trung trước cửa nhà, chuẩn bị để vào nhà trai các bạn ạ, chờ đúng giờ. Nhà trai thì đây các bạn nhé. Trong nữa thì mình sẽ quay lại một chút cái hôn trường đám cưới và người ta chuẩn bị nấu ăn mọi thứ như thế nào. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với những cái phong tục tập quán, những cái nghi lễ nhập gia của cô dâu các bạn. Đó. Để xem là có những cái điều gì khác hoặc là vẫn giữ nguyên cái phong tục của đồng bào người Hơ Mông khi cô dâu nhập gia. Cái đầu tiên nhất, người ta bảo miếng trầu là đầu câu chuyện mọi thứ, trầu, nước chè. Ở đây thì đám cưới thì người ta sẽ lựa chọn rượu là nhiều hơn. Rượu, như nãy các bạn xem ở đoàn nhà trai xin dâu về đây các bạn, một mâm phải đến gần 20 chén rượu. Ngay thì chúng ta vào trong xem có những cái nghi lễ gì các bạn nhé.
À. Đầu tiên nhất là uống nước chè. À, ngồi tương đương bên trên nhất các bạn, trang trọng nhất. Các bạn có thể nhìn thấy cái tờ giấy mà trên cái pack ở cuối cái màn hình của quý vị các bạn. Đó chính là cái bàn thờ, cái nơi thờ gia tiên của đồng bào người Hơ Mông. Đó. Và hai bên ông bên phải quý vị các bạn là nhà trai, bên trái là nhà gái các bạn, cô dâu chú rể ở vị trí này. Đây là những cái thứ mà đoàn nhà gái các bạn, bố mẹ cô dâu chuẩn bị cho cô gái, con gái về nhà chồng. Cái lễ của đồng bào người Hơ Mông khi nhập gia các bạn, mình cũng đi nhiều cái đám cưới, ví dụ ở Bắc Hà, Simacai. Thì lúc sau người ta có nhiều cái thủ tục lắm các bạn nhé. Nhưng mà không biết là ở đây thì tùy từng nơi có những cái phong tục tập quán khác nhau. Tuy nhiên là chờ hơi lâu thì mình sẽ ra đây cho các bạn xem cái người ta chuẩn bị cái đám cưới. Mình nhìn thấy một cái rạp như này. Các bạn nhìn thấy đó, ngay gần đường. Và rạp cưới thì ngay trên một cái chiền như này. Đó, khá là hay. Bộ phận hậu cần, bếp núc là khu vực này. Đó. Người ta dẫn nước về đây các bạn, và chứa ở trong những cái chậu rất là to để rửa và sử dụng. Chào các chú các anh ạ. Vâng, đây là món thịt nướng đúng không ạ? À, thịt nướng. Này thì có ướp gì không anh? À, đang ướp. À, vâng ạ, à, đang ướp gia vị gì đấy ạ? Đây là thịt thịt lợn chứ nhỉ? Thịt lợn nướng. Vâng, con lợn này nhìn già đấy nhỉ, thịt đỏ au này mà. Bổ từ hôm qua. Bổ từ hôm qua đúng không ạ? Con dạ. Lợn non mà tạ 8. Tạ 8, lợn non mà tạ 8 à? Rồi. Đó. À, người ta sẽ chia như này các bạn nhé, là chia làm đôi. Tức là đó, trước kẹp ở giữa để nướng các bạn ạ. Và cái kẹp ở giữa chính là hai cái tre rất là to ở đây. Đó. Ở đây thì thấy sử dụng đó chính là củi và lõi ngô các bạn, hay gọi là củi bắp ấy. Hai cái quạt thổi rất là mạnh mẽ để có than để nướng. Hướng này. Ở đây có cái hay các bạn, bà con đồng bào mình đi giúp nhau đám cưới, đó chính là củi này. Gạo này. Rượu này. Gà này. Đến với đồng bào người Hơ Mông thì các bạn, cái món không thể thiếu được đó chính là thắng cố các bạn. Mình đang thấy một cái ghênh, một cái chảo rất là to ở đây. Thì các bạn xem luôn, xem đây phải thắng cố không hay là món gì. À, dưa chua. Để từ từ mình xem các bạn nhé, chưa rõ để định hình mà giới thiệu luôn. Dưa chua này, thịt lợn rồi. Và nữa đó chính là cà chua các bạn ạ. Anh ơi, chú ơi, đây là món gì đấy ạ? Áp chảo. Áp chảo đúng không ạ? Vâng, áp chảo dưa chua. Áp chảo dưa chua. Đó, lên đĩa. Mình đang nghĩ đến là thắng cố cơ, nhưng mà là anh trả lời là áp chảo dưa chua. Đó. Đang được ủ than các bạn nhé, món này chín rồi, cái này là ủ than.
Em chào các anh nhá. Đông vui quá nhỉ, đây là thịt bò à? Thịt nai à? Wow. À, thịt nai. Thịt nai thật à? Thịt nai bắt Lai Châu về. À, theo giới thiệu của anh thì là thịt nai, nhưng mà theo cảm quan của mình nhìn nhận thì đây có khả năng là đây là thịt bò là nhiều hơn các bạn ạ. Không phải thịt bò. À, cũng không phải là thịt bò. À, chính xác là thịt nai. À, đây là mấy con đi ạ? Nhiều con, một con thôi. Một con đi ạ? Một con mà được bằng này thịt cơ ạ? Một con thịt nai hơn tạ thì. Nai hơn tạ? Ừ, nai là bé, con hoán mấy con bé. À, con hoán. Nai nó gần như con bò, con ngựa ấy. Ồ. Oh. Rồi các bạn, ngày nay thì được các anh cung cấp cái thông tin là đó là đám cưới này thì chuẩn bị thịt nai. Mình thấy đang thái rất là nhiều sả và ớt, khả năng là cao là... Thịt bò này không xả ớt này đâu anh. À, dạ. Thịt bò này sẽ không xả ớt như này đâu. Thế à? Rồi, thịt nai xào xả ớt đúng không ạ? À, nai này đi săn về được à anh hay như nào ạ? Dạ. À, đặt về ạ. Tức là ý em là nuôi hay là săn, ý nào nó như vậy? Và. Nuôi đúng không ạ? Vâng ạ. Thì em hơi giật mình mà. Rồi các bạn, một cái thông tin nữa rất là hay. Đám cưới của hôm nay đó chính là thịt nai các bạn ạ. Và đây cũng là thịt nai ạ. Vâng. Như thế là tạ thịt nai đấy nhờ. Con này đến tạ đấy ạ. Vâng. À, xương có chất tính ý. À. Thịt nướng. Bọn em hay gọi là thịt có lỗ anh ạ. Phải không? Phải thịt có lỗ không? Các anh đang chuẩn bị cho vào cái gắp rất là to như này để nướng các bạn ạ. À, mấy giờ ăn hả anh? 10 giờ. 10 giờ. Anh à, bộ phận hậu cần bếp là phải nhanh tay đấy nhờ. Hiện tại đã là 9 giờ hơn rồi. 9 giờ. Nhưng mà cũng nhanh thôi đúng không ạ? Vậy em nhìn thấy lửa như này. Nướng như này thì đỡ nóng đúng không ạ? Đỡ rát mặt. Vâng ạ. Em chào các anh nhá, các anh đầu bếp nhá. Đó là gà đúng không ạ? Gà nướng ạ? Gà chiên. Gà chiên. Đó. Khác với các đám cưới khác thì người ta sẽ luộc gà. Đám cưới của chú rể ngày nay thì là gà chiên. Người ta gọi là gà tắm dầu anh ạ. À đúng rồi, gà tắm dầu. Ở đây các bạn, các anh đầu bếp ở đây rất là vui tính các bạn nhé. Hỏi câu nào là anh nói câu rất là văn hoa mỹ miều. Đó, ví dụ anh nói là đây là gà tắm dầu. Ôi xí nó mày vào ống kính. Khán giả nhìn đầu bếp, các đầu bếp ngày nay nấu ăn không phải riêng gì mình mà khán giả trên ống kính, khán giả các quý vị các bạn đang xem nữa. Đó, rất là nhiều các em bé. Một phát ra ngoài các bạn đây lại giải tán ngay. Xấu hổ đúng không? Còn rất là nhiều những gia vị, những thứ chuẩn bị như này các bạn ạ. Đó. Và có một đặc điểm chung nữa các bạn có thể nhìn thấy không? À, toàn bộ bếp núc là nam giới làm hết các bạn ạ. Chứ không có con gái. Ở đây mình nghĩ rằng là đây là món rau răm và chanh. Chắc là mình nghĩ là có cái món trứng đúng không ạ? Trứng vịt lộn đúng không ạ? Đó. Trứng vịt lộn các bạn ạ. Ở đây thịt nướng thì đã xong rồi. Rắc vừng, chuẩn bị ra đĩa. Thơm phức các bạn ạ. Món ăn. Thường thì bà con đồng bào mình theo mình đi đám những cái đám cưới của đồng bào người Hơ Mông ấy, người ta sẽ ngả lợn, ngả ngựa.
và ngả trâu các bạn, thường thì là ngựa nhiều hơn, xong là người ta sẽ nấu thang cố các bạn ạ. Nay thì đang bày biện ra mâm đây rồi, thì các quý vị các bạn có thể xem là được là một cái mâm cơm ngày nay trong cái cỗ đám cưới, đó chính là gà chiên. Đó, món này thì mình nhìn thấy giống cách nấu của giống khâu nhục, tuy nhiên là đây là thịt áp chảo các bạn. Đó, món này các bạn nhé, thịt áp chảo nướng măng, canh măng và xương. Và ngày nay có rất là đặc biệt nữa, đó chính là thịt nai các bạn. Nai ở khu vực Tây Bắc này thì một số trại người ta nuôi được các bạn, và con nai nó rất là lớn đấy, hơn tạ. Nai xào xả ớt, các anh ấy đang làm là hướng này. Ở đây là toàn là bà con lối xóm đến giúp nhau các bạn nhé, chứ không có thuê đâu. Các bạn nhìn xem, đây thì bà chú rể là quân nhân các bạn ạ, nên là bạn bè chú rể cũng ở đơn vị cũng về giúp. Các bạn nhìn thấy màu xanh cái quần của bạn này đang mặc, thứ nữa là cái tre này các bạn này. Đó, hướng này thì các bạn đang rửa bát rửa đĩa, rửa xong thì để ra ngoài để khô các bạn ạ. Một lượt máy quý vị các bạn xem. Bút phải để ăn mà. Ở đây cái thay một cái đó là nấu cơm, thì ở đây người ta sẽ xôi và đồ các bạn nhé. Gạo nếp cũng đồ và gạo tẻ người ta cũng đồ như này các bạn. Có một số đám cưới nữa người ta sẽ có mèn mén, đó chính là ngô xay các bạn. Này thì đây là gạo tẻ đồ xôi. Rất là tuyệt vời, ngay thời tiết ủng hộ các bạn là mát. Đấy, lực lượng hậu cần thì làm rất là nhiệt tình, chia cơm, múc cơm, ra âu. Khẩu chứ chính là uống rượu các bạn. Đây là rượu. Say cho em.
bác bếp hậu cần thì ăn cơm trước các bạn, trong nữa thì sẽ bưng bê phục vụ khách mời. Đó, người ta đã giúp đám cưới phải đến từ hôm trước rồi các bạn, và dừng dạp mọi thứ chuẩn bị ngà lợn này, hai mâm ba mâm các bạn, người ta ăn trước để trong nữa sẽ bê mâm nhấc mâm và mọi thứ nữa thì sẽ đi tiếp khách các bạn, uống rượu tiếp khách. Đó. Rồi quý vị các bạn, mình cũng sẽ tham gia một chút với mâm cơm của các bác đầu bếp này. Thì những món ăn hôm nãy thì mình cũng đã quay rồi các bạn. Ở đây các bác đầu bếp thì dường như là từ chối rượu các bạn ạ, mà uống bằng nước bí đao. Chà bì. Chắc là trong nữa để bụng để tiếp khách đúng không ạ? Thịt nai để mình sẽ thử miếng thịt nai các bạn nhé. Xin phép ạ. Thịt nai xào xả ớt. Anh em chuẩn bị nhá nhá. Vâng. Ui, cái này ăn là thứ ba. Thịt nai này. Món ăn thịt lợn đúng không ạ? Món ăn lợn. Anh yeah. Gì ạ? Em là già Nga Pháo ạ. À vâng ạ. Và các anh phải. Anh em nhà mình thích. Vâng. Tức là các anh họ già đúng không ạ? Dạ. Dạ hả? Vâng. Măng. Thịt lợn nướng quý vị ạ. Thôi em cạch cho anh cái. Mà tôi mới cài được chứ anh. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Tức là mình nhá, em cũng họ Giàng. À. À, chị. Tức là ông nào nhiều tuổi hơn ông làm anh đúng không ạ? Ông nào nhiều tuổi hơn ông làm anh đúng không? Theo đồng theo anh chắc làm anh rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Mình đang ngồi một chút là lấy không khí trong nước cũng đi phục vụ y như các anh các bạn ạ. Đi đi, em cũng đi tiếp rượu với, đúng không? Chú rể họ Giàng đúng không ạ? À, họ Thảo. Họ Thảo. Anh Thắng thì họ Thảo đúng không ạ? Anh Thắng trưởng ban mặt trận của không ạ? Ma. Ma. Em mới là họ Giàng cơ. À, là được. Chương trình live show ca nhạc một cái phúc và chúc tương lai cho chú rể Sơn Sa sẽ chia cùng với cô dâu Thủy Liên trong ngày vui trong đáy hôm nay, mang chủ đề mãi mãi một tình yêu, hát mãi lời tình yêu, hát cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay được tay trong tay đi trên con đường tình yêu và hạnh phúc. Rồi các bạn, những cái lễ thủ tục gia tiên của cô dâu vào nhà trai thì sẽ tối giảm đến mức tối đa các bạn nhé. Xưa kia thì bà con đồng bào mình cũng đi quay nhiều những đám cưới ở Simacai, Bắc Hà, thì các bạn có thể thấy được là những cái thủ tục nó dài lắm các bạn. Nay thì chú rể là người đi theo đạo Tin Lành các bạn ạ, thế nên là những cái thủ tục rút gọn nhất có thể, uống nước xơi chầu với nhau, xong là hai bên gia đình đưa ra dạp đám cưới, đó là cái hôn trường các bạn, tổ chức ra mắt đôi bên dòng họ ở đây. Đó, trước mặt các bạn đây đó chính là cô dâu chú rể. Cô dâu người Tày mặc váy người Mông và chú rể người Hờ Mông các bạn. Đó. Nhân vật chính của chúng ta đây này. Sau khi ngồi uống nước, rồi các bạn, đây là đoàn nhà trai và nhà gái, những người nhân vật chính đó là cô dâu chú rể nữa sẽ xuất hiện tại hôn trường nhà trai các bạn ạ. Chắc là lễ ở trong kia đã xong rồi. Ba mới hỏi bố của chú rể các bạn, lễ thì rất là đơn giản thôi, người ta ngồi uống nước một chút và sau được giờ nữa thì sẽ ra hôn trường làm cái thủ tục ở ngoài này.
kiến là 10 giờ sáng thì lễ thành hôn của cô dâu chú rể sẽ diễn ra tại hôn trường ở dưới này các bạn, và ra mắt bạn bè và hai bên dòng họ. Đó, khách mời người ta cũng đã đến gần đông đủ các bạn ạ. Tuy nhiên là mình đang thấy là tập trung ở bên ngoài rạp thôi, chưa thấy ngồi trong rạp. Các đầu bếp, các những người hậu cần đang rất là hối hả đưa món lên và tấp nập luôn này các bạn. Bộ phận hậu cần bên này, bên tay phải màn hình các bạn. Đó, khách mời mọi thứ thì sẽ ở trong cái rạp như này, ngay gần đường thôi. Đó, cô dâu chú rể thì ra bên phía ngoài này đón tiếp quan viên hai họ khách mời. Đó, chụp ảnh kỷ niệm. Cô dâu mặc váy cưới. Đó,
Sơn Xà sẽ cùng nắm tay vào bàn tay mềm mại của cô dâu Thùy Liên, cùng bước lên bục hạnh phúc ngày hôm nay để cho ban tổ chức rồi chính thức tổ chức tiệc đại lễ mừng lễ thành hôn cho đôi bạn. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể ạ. Cô dâu chú rể tươi cười, bước đi từ bước người người nhìn theo. Thì chung nơi lứa sống kiều, hoa mơ lại nở thêm nhiều hương thơm. Giờ đây cây hạnh phúc giờ đã trổ bông hạnh phúc rồi, tỏa hương thơm ngát sức cả làng trong lẫn xóm ngoài. Và quý vị ơi, hãy cùng dùng những chiếc điện thoại Samsung Galaxy nhiều sim mà không có sóng, hãy cùng hướng ánh mắt về phía trung tâm tiệc cưới đại gia đình nhỏ nhà trai chúng tôi. Và hãy dành tới cho đôi bạn trẻ một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cổ vũ. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nước biển đong đầy không đo được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Mà con gái là con mẹ cha, con về nơi ấy với người con yêu. Tối qua mẹ đã dặn nhiều, giờ đây chú bác có đôi lời dặn thêm. Dòng sông thì bên lở bên bồi, giờ đây họ gái có đôi lời để trang dâu. Và xin mời bác trưởng đoàn bên gia đình họ nhà gái ngày hôm nay sẽ có đôi câu phát biểu trước toàn thể hội hôn và trang dâu cho ngày vui trọng đại hạnh phúc này. Và hôm chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bác đại diện bên gia đình họ nhà gái ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quan viên bốn họ. Tôi xin được giới thiệu, tôi là bác của cháu Thùy Liên. Rất vinh dự hôm nay là thay mặt cho gia đình họ nhà gái để đưa cháu đến làm dâu làm con nhà người của các ông, các bà. Trước tiên xin thay mặt cho họ, gia đình nhà gái xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm thắm tình thắm nghĩa đón tiếp chúng tôi. Và ngày hôm nay chú rể sẽ trao tặng tới cho cô dâu Thùy Liên. Và giờ phút này xin mời chú rể sẽ đem ra để trao tặng tới cho cô dâu ạ. Vâng, xin mời cô dâu, chú rể sẽ thực hiện nghi lễ trao nhận cho nhau. Và tôi đề nghị chú rể sẽ quỳ xuống ạ. Trước tiên phải quỳ xuống để cho phong cách thật tuyệt vời hơn nữa. Vâng quý ơi, đây là một khoảnh khắc rất là tuyệt vời, đẹp nhất của chú rể Sơn Xà trao tặng tới cho cô dâu Thùy Liên cho vui trọng đại ngày hôm nay. Nhẫn này thì vừa mới bốc tem vàng 4.9 đính kèm kim cương. Nhẫn này trao nỗi nhớ niềm thương đêm nay dưới con 4 chân giường sẽ lấy làm năm. Và xin mời cô dâu sẽ trao lại chiếc nhẫn cho chú rể và ngón tay giáp út. Nơi đó là biểu tượng cho mạch máu con tim đi suốt trên xuyên suốt cho cuộc hành trình hạnh phúc. Vâng, cái đường thưa tới toàn thể quý vị, nghi lễ chào nhận đã xong rồi. Và giờ phút này để tăng thêm độ men nồng của tình yêu, xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiến ra nơi có một chiếc bánh kem màu hồng ở phía bên trái của các bạn hai bước. Vậy thì xin mời hai bạn sẽ tiến sang phía bên đó để cắt những nát cắt bánh đắp xây lên một lầu đài hạnh phúc cho ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu cùng chú rể. Vâng, với những tình cảm rất là gắn bó từ ngày rất là lâu rồi, hôm nay tình cảm ấy đã nhân lên gấp bội. Và nát cắt bánh sẽ làm chia làm 3 lần. Nát cắt bánh đầu tiên xin cảm ơn tới ông bà, bố mẹ,
lát các bánh thứ hai xin cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của các cụ, các ông, các bà. Lát các bánh thứ ba xin chúc tới cho cô dâu chú rể trăm năm một phúc sống bên nhau viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê, với những tình cảm rất là tuyệt vời mà đôi vợ trẻ đã trao tặng tới cho nhau, đó là nghi lễ cắt bánh. Với sau nghi lễ cuối cùng đó là nghi lễ rót rượu champagne. Vậy thì chú rể Sơn Ca hãy cùng giữ và thoải mái trong tư thế sẽ cùng nâng chiếc chai rượu champagne lên ạ. Vâng, xin mời chú rể ạ. Và đầu tiên anh sẽ phải bóc tem chiếc chai rượu ra và sau đó làm cách nào cho dòng rượu ngày hôm nay được tuôn trào. Vâng, kính thưa tới toàn thể các vị, chú rể ngày hôm nay thì đẹp trai có 102, dáng đi khoan thai, giọng nói hay hơn cả đài tiếng nói Việt Nam. Còn cô dâu Thủy Liên thì mắt bồ câu, đầu chim sẻ, miệng tươi giờ nói, ăn nói dễ nghe. Và xin mời chú rể hãy cùng lắc thật mạnh lên ạ, để cho dòng rượu được tuôn ra. Vâng, chú rể còn thật là phong cách rất là chuyên nghiệp. Và xin mời tay của cô dâu sẽ cùng nắm vào bàn tay của chú rể rót trên dàn thắp ly. Đây đó biểu tượng cho mạch máu đi xuyên suốt cho một hành trình hạnh phúc. Và xin mời cô dâu cùng chú rể. Vâng, cái điều tới toàn thể quý vị, hôm nay thì vui từ Thanh Hóa đến tận Tuyên Quang, vui từ Hà Giang, vui sang Yên Bái, vui từ Móng Cái đến tận đại gia đình nhỏ nhà trai chúng tôi. Và điều đặc biệt niềm vui ngày hôm nay bay sang tận bên Nga, được đích thân Tổng thống Nga gửi điện qua để chúc mừng và chúc cho sum họp chúc mai, chúc cho đôi bạn được mặn mà tình duyên. Và những giọt rượu đang tuôn trào trên sàn thắp ly ngày hôm nay đang được tượng trưng cho những giọt máu chảy xuyên suốt cho cuộc hành trình hạnh phúc. Và chai rượu thứ hai xin mời cô dâu cùng chú rể lại tiếp tục khui nắp chai champagne ra đi ạ. Và đầu tiên sẽ rót ra 4 ly, sau đó lại tiếp tục cùng với người vợ thân thương của mình rót trên dàn thắp ly để biểu trưng cho một ngày vui hạnh phúc được trọn vẹn. Vâng, xin mời chú rể. Lần này chú rể hãy cùng lắc thật mạnh, lắc thật đều, lắc thật kỹ lên đi ạ. Vâng, xin mời chú rể cùng lắc thật mạnh lên đi ạ, để cho dòng rượu sẽ được tuôn trào lên. Vâng, với những tình cảm ấp ủ từ rất là lâu rồi và ngày hôm nay chú rể rất là phong độ, rất là tình cảm, rất là tuyệt vời. Và hai chiếc nắp chai champagne ngày hôm nay đã được bật ra rồi với những dòng rượu màu hồng rất là tuyệt vời. Đúng là màu hồng, màu của những nỗi nhớ, màu của những con tim từng nén lặng để tìm nhau, màu của những cao kia cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Vâng, xin được kính chúc tới cho cô dâu chú rể ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc, sống với nhau viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, một lần nữa cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè nam thanh nữ tú đã đến với ngày vui trọng đại hạnh phúc này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, và trong ngày vui trọng đại hạnh phúc ngày hôm nay thì chú rể Sơn Ca cùng với cô dâu Thủy Liên cũng muốn rất là muốn bày tỏ tình cảm của mình bằng ly rượu ngày hôm nay. Rồi các bạn, là một cái đám cưới mà nay thì mình quay lại và diễn tả lại trên video trên kênh của mình các bạn ạ.
đám cưới của của chú rể người Mông và cô dâu người Tày. Một đám cưới rất là ngắn gọn thôi các bạn và thân tình. Những hình ảnh bà con đồng bào mình đi trên này nấu ăn và chuẩn bị cho đám cưới, một cái đám cưới mà trong thời điểm hết dịch các bạn, bà con đồng bào rất là phấn khởi. Có thể là buổi chiều này nữa các bạn, tiệc cưới có thể là đến ngày buổi chiều này nữa bà con đồng bào mình. Lý do là như này các bạn này, nay thì đây là những khách mời gần thôi các bạn, khách mời ở xa thì họ sẽ đến cuối buổi chiều chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ bận chẳng hạn, người ta có bữa ăn trước hoặc là bữa ăn sau, bữa này bữa trưa là bữa chính các bạn ạ, có hai bữa phụ liền chẳng hạn là như vậy. Theo mình tìm hiểu là như vậy các bạn nhé, còn không biết là đám cưới này thì thế nào. Và cái video này sẽ dừng tại đây các bạn, cảm ơn quý vị các bạn khán giả đã xem đến đây, mình kết thúc tại đây, xin chào.